Hello, chào tất cả anh em nhé. Xin chào tất cả anh em đã quay lại video tiếp theo của tôi. Video tôi đi cắm trại cùi dài. Chúng ta cắm trại nướng tôm nướng cá tôi nấu mì tôm ăn. Ui mẹ nó. Ui thẳng gói đây ở trong. Kiểu có đoạn là đứng gái gái đoạn này này cái gì đi chạy đấy nói gần sáng đây 146 ở năm để đấy cho sáng em đang nhắn tin không có chưa trả tiền shipper thế thì nhắn sáng ra anh ngồi máy em cái mày đi đâu mày đùa đi đi lấy đó thường mày lấy cái đấy điều mày mày một người vừa mày đi 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 hello anh em nhá. Mày đứng đấy xem nào, đứng đấy xem nào. Đứng hẳn vào đây. Đứng hẳn vào đây. Nhìn gì? Có cam trước à nè. Hả? Không có cam trước à? Không. Nhầm. Không có đen trước à? Mày đứng hẳn ra đây xem nào. Đứng hẳn ra đây. Đứng ngay. Này đi. Nào.
Đấy, ngồi nó con đi. Cho điện thoại lên đi cho sáng, ngồi chứ. Cáo mắt thật đấy. Chùi nước vào kìa. Ý đấy. Này cháy hết, này nước cây em ở. Tí nữa nó cháy hết, hết hai bên nó khét ra. Thế là hôm nay em cố gì? Cố gì? À, không, làm cái gì? Thích ăn. Em thì giờ em đi. Hả? Em thì giờ em đi. Chợ em phải đánh ngạc nữa. Chả thí. Như chú thế. Gãy hỏng một dao mà chặt cái hỏng một dao. Ăn một cái mới. Bảo ra cho em. Đỗ vài giờ viết phép rồi đấy nhỉ? Trứng. Hả? Tôi chỉ lấy một thằng trứng. Méo đi nhỉ? Được cái biển trên kia treo này. Hay phí lên kia bằng hồ ấy. Nó sáng. Nè. Để khách ngồi đường. Để khách ngồi đường thay ai đi qua hú. Cho anh là người hú. Để khách ngồi đường. Bay tới sang bên này đấy, không phải bay vào nồi, tới sang bên này đấy. Thì đi lựa. Đó, cứ thay đi lựa đường. Thì nó không đẹp nhưng nó vẫn đẹp anh ạ. Cái món nó hơi to. Con đường có sang đây ăn cơm không? Em mà là thằng đường cách mỗi bút. Em mà là thằng đường cách mỗi bút tiền bay này. Nói nó nói đất đường. Nói gì? À mà thằng biết nói gì nhỉ? Nó bị sao mà. Nó nói kiểu đang tập nói. Nó bị gì? Có lúc câu nói còn à đi học, à nó có đi học không đi học nhưng ít nhất cũng phải biết nói chứ. Thì cả đầu óc của nó bị làm sao nhỉ, cả mẹ cũng thế mày. Ờ, mẹ nói hôm trước em hỏi thằng này sinh năm bao nhiêu, nó bảo quên rồi không nhớ. Đầu óc bị sao? Bố nó đâu nhỉ? Anh chưa thấy bố nó lần nào. Đất nhà nó to thế thì bán được khá khá. Đi mua nhà mới. Đất nhà nó thì có sân cái nhà nó. Còn cái sân đấy đâu nhỉ? Còn cái vườn đấy là vườn khác. Ừ, trò à? Khoan à? Bài kia làm ăn. Qua lại em cho em tô chứ em không ăn. Cần em bị đứt không? Ăn thì khó chịu quá. Thế là sao ơi? Tôi bảo ta, bảo anh. Ăn bị cái gì? Bị nhiệt anh ạ. Đau quá. Ăn lắm đầu ngày, bữa ăn có 5 bát cơm. Quả này là chắc không ăn được gì rồi. Ừ, đây, đây. Ở đây. Đấy, mà lên một chút đó.
chưa à? À đây con lượn tôi thách tay đau sống á. Hả? Ủa chứ cho em nhiều đi. Hay là cho mang anh để cho anh mang gì xuống cho mày đấy. Du mày chạm cân mắt nhiều thế. Anh mang nhiều này khách ăn gì nữa. Đông không anh? Đông bốn không ít thế. Lúc kia em thấy bảo đông lắm này. Em thế không gọi là cố thôi, gọi là ăn cơm bình thường đấy. Thường nhà em ăn một bữa là hai mâm. Ô tô qua đến 5-6 cái. Nhưng mỗi ông đi một chiếc đúng không? Mình kiểu dẹp thêm gia đình nữa chắc phải. Chắc phải 6 cái ô tô ấy. Mày ăn hết rồi đấy, chắc no mày. Ăn thịt chứ no rồi. Chắc quả vôi béo thôi rồi. Hai quả trứng. Anh vôi béo em đố rồi. Hai quả trứng, một đống thịt ở đây chắc có đến cân thịt. Thịt trong á. Thịt rồi. Rau gì đấy? Rửa hết rồi. Có em ngửi này. Cái rau này, cái rau này. Họ hay quay với cả nhét trong bụng như gà. Lội đấy, định chỉ có quay lội đấy mà chân anh cả hai chân rồi bây giờ nhớ rồi lội gì nhớ định lội xuống mắt cá nhưng mà vẫn còn em lội nhiều giữa chân em ngứa đấy nhỉ. Anh thử về ngủ xem thử này đéo anh chả lội của mày chả hôm nào anh không lội mày rồi thôi anh còn khối cả hai cái móng chân này nhưng chắc về cắt nốt ở bên này nhất là chỗ nào bị đứt ấy lội gì ngứa. Anh tìm em biết cái chỗ nào. Người khác thì anh không tin nhưng mà có tin không. Mày thì anh chưa hiểu. Em đau bụng. Anh em đau răng. Kéo thì ở đây này đéo có ai biết là ngồi cùng một góc hả? Đôi gì đấy? Đây nè.
hớt đầy tôm. Thế là mình tôm đấy. Gì ti á? Trên cái con nhận nhiều phần nhưng mà né bắt được anh ạ. Nó có cái lưới, cái chui dưới mẹ, cái đấy em đéo lấy được. Trên kia đầy tôm nhưng mà đéo lấy được. Tôm đấy, ở đâu? Trên lưới này này. Không phải lấy lót đấy nó đi chui lên đấy đéo bắt được to không. Sạc pin không vào này. Cái phụ này nó chẳng nó rụi gì. Cắm thì không cắm hẳn vào. Lúc kia anh chả thấy nó bảo điện. Đấy nhưng không cắm hẳn vào. Vừa anh mới phải cắm trên nóc nữa đấy. Để điện thoại ra mà quay nhá, cho nó có mặt, cho nó có sáng nhá. Ngon. Ở đây nhá. Để đó cho sáng nhá thôi nhá. Rồi đang đợi để cho sáng. Cái này nữa là cái thứ, nếu cái này được 30 phút thì tròn 2 cái mình. Hôm trước nữa là 4. Mười rồi. Làm mấy tối rồi? Ba tối với tối này là tối thứ 4 này. Ghi vậy nhá. Em ghi mày. Có gắn thẻ mọi người nữa đâu. Chả biết em thấy chưa ra em gắn thẻ không được.
hôm nào anh ở nhà cũng được.
làm cái gì. Rồi, thích đi mà. Cây của tâm. Thank you.
ngồi nghỉ ngơi tí tôi lên đường ngắm thử thái làm thử thái ngồi đường. Đường của nó hợp lý quá anh em.
toàn cầm hố lợn thôi, thực tế tôi cho quả đấm mẹ ra khói cho nó. Tôi sẽ đi nghỉ tí.
video của tôi đến đây để kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video khác của tôi. Xin chào.